anh Toàn Quốc nha. Hôm nay mình review cái sản phẩm cho anh em chơi Tết nha mấy bạn ơi. Cái này là phân khúc 2 bát 40 nha, 2 bát 40 và 2 phum 25 cho anh em về, nói chung là về chơi Tết nha mấy bạn nha. Thêm một cặp lo rời 25 nữa nha mấy bạn ơi. Tùy mấy bạn chứ để như cặp mấy bên hông lo vậy cũng được, và mấy bạn để chắc chồng lên cái lo cũng vẫn ok luôn nha anh em ơi. Đó, cực kỳ luôn cho anh em nha. Cái sản phẩm này là 2 bát 40 tạo tiếng súp nha mấy bạn nha. 2 bát 40 tạo tiếng súp và 2 họng chép lớn 350 ha, để tạo thêm tiếng hát, và một cặp phum 25 cho anh em luôn, một cặp phum 25. Cặp phum 25 rờ nha, lo rờ nha. Và đi kèm theo một cặp micro hàng cao cấp nha mấy bạn ơi, hàng cao cấp loại 1 nha. Cực kỳ luôn, nói chung là âm thanh này khỏi cần phải bàn rồi, mình mở mới có chút xíu rồi mấy bạn ơi. Cái này mới nè, anh em nhìn thấy nè, mới có 10 thôi à. Và cái này nó có cái dàn ấy, cái dàn đèn theo nhạc nha mấy bạn nha. Đó, cho anh em trải nghiệm cái chất âm, nói chung là karaoke tại nhà mình là cực kỳ luôn. Cái này là phân khúc này là VIP nha mấy bạn ơi. 2 bát 40 và 2 súp 25 nha, cho anh em có cái không gian nhà mình nhỏ nhỏ nha. Đó, cái này là phía sau của cái âm thanh của mình nha mấy bạn nha. Đây, cái này là phum 25 nha. Đó, đen theo đen, đỏ theo đỏ ha. Đen theo đen, đỏ theo đỏ nha, cho anh em nha. Đen theo đen, đỏ theo đỏ. Bên này cũng vậy, đen theo đen, đỏ theo đỏ. Cái phân khúc này là, cái này là phía sau là học micro nha mấy bạn ơi. Thông số của cái lo nha, thông số và kích thước của cái lo của mình. Đó, nói chung là nhà mình mà có không gian rộng á thì mấy bạn cứ để cho nó nằm cái thế như vậy ha. Còn bình thường thì mấy bạn cứ chắc 2 cái phum cho nó nằm trên đây luôn cũng vẫn được. Cực kỳ luôn cho anh em về chơi Tết nha. Cực kỳ nha, kết nối được tất cả các thiết bị nha anh em ơi. Như là tivi, đồ iPad, đồ cực kỳ luôn. Tivi đồ có Bluetooth là kết nối qua tivi luôn, khỏi cần dây bọng gì hết nha. Còn nếu mà tivi nhà mấy bạn không có dây thì mấy bạn cứ cắm dây vô đây ha. Cắm dây rắc xuống đây ha. Cái này là mấy cái thông số của bên mình, là kỹ thuật mình set up canh chỉnh được hết rồi. Khi giao về tận nhà cho mấy bạn là mấy bạn chỉ có là cắm vô và hát thôi ha. Cực kỳ luôn. Và đi kèm theo một cặp micro nha anh em ơi. Nói chung là cặp micro rất là cao cấp nha. Cái này anh em âm thanh là biết rồi đó. Micro UHF loại 1 á. Cái tiếng hát của mình, cái tiếng echo của mình rất là nhẹ. Tiếng echo rất là sáng và ca rất là nhẹ nha anh em ơi. Cực kỳ luôn đó anh em. Phía dưới thì mình có 4 cái bánh xe cũng nhập khẩu cao cấp luôn. Khi đẩy chỗ nào thì mấy bạn chứ gài nút lại thôi nha. Cho anh em trải nghiệm được cái chất âm nha mấy bạn nha. Nguyên con đen bóng sporty nha mấy bạn ơi. Hoàn toàn là sơn, là nước sơn là chống trầy hết luôn cho anh em nha. Sơn chống trầy ha. Còn cái mặt nạ ở đây là mình xài khớp hết bằng nhựa cao cấp, nhựa dày đen bóng nha mấy bạn nha. Lưới cao cấp luôn. Lưới cao cấp chắc chắn cho anh em luôn. Ok anh em nha. Nếu mà anh em nào ưng ý thì cái giá mà combo là nguyên bộ này là cái giá là 11.500.000, giao tận nơi cho anh em Toàn Quốc luôn nha. Ok, thank you anh em Toàn Quốc đã ủng hộ sản phẩm công ty mình nha.